Tôm Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình có ở đây 5 bộ đầu lòng ha, tất cả đều là của 110 hết nha anh em. Thì mình xin báo giá cho anh em thì 5 bộ đầu lòng này thực sự luôn là mình báo giá thanh lý cho anh em nha. Giá thanh lý cho anh em luôn để anh em nào mà chúng ta có cái nhu cầu mình muốn lên đầu lòng 110 với một cái giá rẻ ha và đúng hàng theo xe nha anh em nha. Thì mình liên hệ với mình để mình giúp những cái bộ này nha, giá rất là rẻ luôn. Thì ở đây anh em ha, mình có là 5 bộ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đây thì đây là tất cả đều là lòng 110 nha anh em nha ha. Đầu ET có và có một cái là HVN này, còn lại bốn cái còn lại là đầu ET nha. Thì về cái giá là ở đây mình có ghi rất là đầy đủ. Thì bình thường anh em mình bán cho anh em là cái này mình chỉ bán vỏ đầu vỏ lòng thôi, còn cam cò là mình không có tính tiền với anh em luôn nha. Đó thì ra bình thường anh em cũng biết rồi, một cái lòng 110 có rẻ lắm thì cũng phải 8-900 ngàn một cái rồi ha. Lòng 110 thì 8-900 rồi, một cái vỏ đầu nó cũng phải 1.400.000 ha, một cái vỏ đầu cũng phải 1.200.000-1.500.000, thì một bộ nó cũng ra 2.000.000 mấy rồi. Thì hôm nay tất cả những bộ ở đây giá cao nhất là 2.000.000 nha, và trong này đều có cam cò hết, nhưng mà mình không tính tiền cam cò với anh em luôn, mình chỉ bán vỏ đầu vỏ lòng thôi, còn cam cò mình không tính tiền với anh em. Thì hôm nay là cái này là thanh lý xả kho nhanh nha anh em nha. Đó thì hàng thanh lý thì cái nước da của nó anh em nó cũng chỉ ở mức vừa phải, không quá đẹp nha. Đó, không quá đẹp đây, không quá đẹp nhưng mà sử dụng ok nha anh em nha, đúng hàng zin theo xe. Thì hàng này là nó dành cho những anh em mà chúng ta có cái nhu cầu, thứ nhất là lên 110, thứ hai là các anh em gắn đầu lòng Trung Quốc, thứ ba là các anh em mà chúng ta bị hư luôn rồi, anh em muốn thay thế một bộ khác thì em có thể lựa chọn những bộ này ha. Đặc biệt những anh em lên 100, lên 110, hoặc những anh em mà chúng ta mua về độ, anh em mua về lên trái, hay là những anh em mua về để độ đua ha, thì mình mua cái bộ này rất là ok, giá nó rẻ, vừa với tầm anh em mà chúng ta mua về độ chế, hoặc là những anh em mà chúng ta từ 100 lên 110 mà muốn tiết kiệm cái ngân sách của mình để làm những mua những món khác như là nồi, như là lửa ha. Thì về giá là đầu lòng ET, ở đây mình có tới 4 bộ cơ và một bộ HVN. Đó thì đây bộ đầu tiên này. Đó bộ này giá là 2.000.000. Ha, bộ thứ nhất giá 2.000.000 mình sẽ báo là bộ đầu tiên là bộ 1 đi. Bộ 1 giá là 2.000.000 nha anh em nha. Đấy. Đây 2.000.000 nha. Đầu lòng. Đầu sẽ là đầu ET chữ 7. Nha, đầu ET chữ 7 giá là 2.000.000. Đó. Lòng là lòng 99, lòng đời 99 chữ nhỏ. Rồi, tiếp theo đến đời đầu ET. Đây. Đầu ET giá 1.700.000, bộ đầu lòng ET giá 1.700.000. Mã đầu là KFL-2 đời 2000. Đầu ET-8 nha, giá là 1.700.000. Tiếp theo đến đầu ET, bộ số 3, đầu ET giá là 1.600.000 ha. Đầu lòng là lòng 99 nha anh em nha, lòng 99 chữ nhỏ. Đầu ET-2 anh em nha, đầu ET-2 trừ đất bé. Bộ thứ tư lòng, đầu lòng HVN nha, đầu lòng HVN. Đây HVN đây anh em, HVN giá 1.500.000. Đầu HVN-5, bộ số 4 nha anh em nha. Bộ này thì bị quay lòng bị gãy, giá cực kỳ rẻ luôn, 1.500.000 rất là rẻ nha. Lòng HVN 110 đời 2000 201. Bộ thứ năm, bộ cuối cùng, đầu ET giá 2.000.000, lòng đời 2010, quay lòng đẹp, mã đầu ET-11 nha. Tất cả trong này đều có cam cò hết nha anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua, anh em có thể liên hệ với shop mình, số điện thoại 0915 434 973.